Hello, xin chào các bạn. Bây giờ mình đang ở trước cửa một cái siêu thị ngầm của Hàn Quốc. Đấy, bây giờ xong mình sẽ xuống mình quay cho các bạn xem cái siêu thị ngầm này của họ bán những gì nhé. Đây. À, bên kia cũng là một cửa xuống kìa. Đấy. Cho cái xe buýt bên kia cũng là có cửa xuống. Đây là đường phố. Ok, các bạn đi theo mình nhé. Bây giờ mình xuống hầm nhé. Bắt đầu xuống hầm rồi đấy. Cái đường hầm này mình có thể vừa là đường qua đường, nếu bạn các bạn qua đường bạn lên cửa về trước kìa. Ở dưới này có quán ăn này. Bây giờ mình sẽ đi theo cái đường hầm này quay cho các bạn xem họ bán cái gì nhé. Hôm nay là thứ bảy nên rất là đông rồi. Đây là đoạn cuối rồi ạ. Đây là cửa hàng hoa giả này. Đây là cái cửa hàng bán ốp điện thoại. Ốp điện thoại rồi. Ví và tai nghe. Giá bán ở đây cũng bình dân lắm các bạn. Đây là mũ này. Mũ 5.000 won là cũng tương đương vào khoảng 100.000. Đây là kính. Kính này rẻ thôi các bạn. 10.000, 5.000. Khoảng 200.000 tiền Việt Nam thôi. Bên kia là cửa hàng giày. Nói chung hàng hóa bán ở dưới đây cũng rất là bình dân thôi. Đây là cửa hàng áo. Cái áo phông rồi. Áo phông này có giá là 22.000 luôn. Tương đương khoảng 400.000. Hai chín nghìn. 29.000 tương đương với khoảng 600.000. Mọi người đi rất là đông. Mọi người có thể xuống đây đi tàu điện ngầm và đi chơi, đi dạo rồi mua sắm luôn. Cũng có người là đi mua sắm, cũng có người là đi là tàu điện ngầm là họ đi xuống đây, là họ đi kịch cái đường tàu này là được kịch cái đường hầm này là tới tàu điện ngầm. Phía trước mình là cái cửa hàng bán máy ảnh. Ở đây thì máy ảnh bán cả máy ảnh cũ và máy ảnh mới. Máy ảnh Canon.
chế. Ở dưới này chủ yếu là bán quần áo, giày dép này. Đấy, cửa hàng giày đó. Quần áo, quần bò à? Cửa hàng mỹ phẩm, nước hoa. Ở dưới lên là một, cũng là cái cửa đi lên nhé các bạn, cửa đi lên. Cửa đi lên. Đây là cái cửa hàng bánh, bánh kem. Toàn người là người đó. Toàn người. Cửa hàng giày, giày đây thì khoảng 200 đến 600 nghìn nữa các bạn. Đây, đây là cửa tiệm vàng. Kia là cửa hàng đồng hồ các bạn, đồng hồ. Còn đây là mỹ phẩm. Các bạn mua ở đây dưới này cũng có thể mặc cả được. Đây là gõ điện thoại này. Nơi đông lắm. Phía bên kia cũng là vào một cái siêu thị. Cửa hàng nước hoa, đây là cửa hàng nước hoa. Bán máy ảnh, camera. Đây là bán cà vạt này.
À, đây là cái trung tâm của cái chợ ngầm. Mọi người đi tới đây có thể ngồi nghỉ ngơi. Bên này là một cái quán bánh, mọi người đang đã quán bánh này rất là ngon. Nên mình đã mua một cái hộp bánh này. Hộp bánh này có giá khoảng 80.000 tiền Việt Nam. Ăn rất là ngon các bạn. Vừa ăn bánh vừa ngắm cảnh. Mời các bạn ăn bánh nha. Bánh mì. Bên trong có lơ sữa rất là ngon. Một bánh này có giá có 6 cái. Có giá khoảng 80.000 tiền Việt Nam. Hiện tại là mình đang ở dưới cái đường hầm. Đây, mọi người đi tàu điện ngầm lên này. Chỗ này là xuống đi tàu điện ngầm các bạn. Đường số 1 đấy, số 1 màu đỏ đấy. Có chữ Than Nhân Cốt đấy. Mọi người đi tàu điện ngầm lên. Và có người đi tàu điện ngầm thì họ đi xuống không?